Hello, tito zaka kaba tanto la Felix. Oshka fa buraco pa metela bananera. Các bạn ở sông chuối hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn trồng chuối. Sau khi trồng chuối xong thì mình sẽ dán phòng tôm để cho các bạn ở sông chuối ăn thử. Milton ơi, xin chào mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Milton. Còn ở ngoài kia là cháu Mini. Xin chào mọi người. Mini đâu rồi? Hello, xin chào tất cả các bạn, tên cháu là Mini. Nói gì cháu pha dây kè? Nói gì cháu trồng chuối. Trồng chuối. Trồng chuối. Toàn bộ là những cái hố này là mình hướng dẫn các bạn là phải đào hố. Đào hố trồng để sau này nó về mùa khô thì các bạn ấy tưới cũng dễ, mà sau này các bạn ấy có thể là sẽ phạt cỏ xung quanh ấy. Là cỏ nó mình lấp vào cái hố này nó cũng rất là tiện. Nó vừa tạo chất dinh dưỡng cho cây chuối nó lớn nhanh. Mỗi tuổi đào hố này cũng rất là mệt. Đào hố. Xinh. Trồng chuối. Ok. Mình chỉ trồng dọc các cái ruộng của các bạn thôi, không trồng vào trong. Trồng ở bên ngoài. Cái phần đất này là bạn Oliveira là đang trồng ở chỗ này, bạn đang trồng sắn. Des. Lão. Fala. Des, fala quanto? Tam. Mai. Mai. Des, fala mai. Mười. Mai. Por aqui, fala como? Da ho. Ho? Ho, sim. Sim. Des, fala mười. Mười. Mười ho. Mười ho. Ok. So, sim. Sim. Mười ho. Ok. Agora, já aí já, vai tirar de banana. Semente fala como? Semente, hạt giống, cây giống. Cây giống? Sim. Assim fala, falta mlai cây giống. Mlai cây giống? Sim. Sim. Mười cây giống, ok. Sim. Mlai cây giống và cháu. Trồng. Cháu, sim. Ok, vai, vamos. Vamos. Đi thôi. Đi thôi. Đi đi. Leva kể, leva tipu kể. Sada. Sim, em sada và meu. Com pa. Đi thôi. Vamos. Đi thôi. Đi thôi. Đi vai. Chuei. Ban ba pung ngon. Chuei. Chuei ba pung ngon. Fala que eu não entendi. Fala de segunda, tira ba pung ngon. Fala que. Thứ hai, bẻ ngô. Bẻ ngon. Bán. Bán ngon. Sì, bán ngô. Thứ hai, bán ngon. Ok, thứ hai xinh. Thứ hai, bán ngon. Thứ hai. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi, làm nhanh lên. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi, làm nhanh lên. Hồi là agasso. Phật tâm ai tê. Ô, tư mây đủ. Hồi. Hồi. Thôi, cái từ này nó có rất là khó đọc, tại vì là chữ H ở đây là cái chữ phân kê vần âm gió, người dân không phát âm là vần chữ H cả. Các bạn sẽ đi ra kia để chặt chuối. Busca boa ensada. Tá bom, corta pequenininho, tá bom. Esse daí tá. Porque aqui limpeza depois, planta, susu. Esse daí tá. Esse já corta a cabeça, morre. Esse daí tá. Não. Đây ta cà va số. À, lanh bài số tinh peke lùa. Tinh u một cà bê xà, tí ra về planta.
mình cũng muốn dọn cái chỗ này ra để trồng su su chỗ này. Blanca? Sí, planta. No, cuta mi mujer. Mujer. No salió bon. Xin cô ta. Mình cũng đã phải xin bác chủ đất là phải đánh bụi chuối, cái bụi chuối đi. Đánh cái bụi chuối tại vì là chuối này là của bác chủ đất. Là làm việc gì cũng phải xin phép bác ấy. Bác đồng ý thì mình mới chuyển chỗ khác. Khi mình chuyển qua chỗ khác rồi mà mình đã trồng rồi thì lúc đấy chỗ này là mình sẽ chuyển thành trồng su su. Su su trồng chỗ này rất là tốt, ở rìa suối nó có độ ẩm. Nó su su phải giữ ẩm thì nó mới lên được. Đã mồ hê. Đây ta. Cô ta. Cây kia có buồng nữa mình cũng phải chặt xuống. Ai ai cái yêu kề. Wow. Cô ta bán ăn à? Pipi nhuây cuidado. Punya desa ini kayu dentro de canteiro de pipi nhua. Ở đây hôm nay thì dưa toàn bộ là cũng đã quả rất là to mọi người. Dưa khá là khủng. Những quả này thì tuyệt vời luôn, giống như quả bầu. Partiu. Fazer bom. Quando é que você empresta a katana? Fazendo a bom pau. Tira aí, pequeno. Nhỏ, cây nhỏ. Chuối cây nhỏ. Chuối cây nhỏ. Sim. Cái này trồng nó lên 100% mọi người. Hôm nay là cái thuồng này mình cầm xuống để tặng các bạn ấy, hôm nay mới có tác dụng này. Các bạn ấy đánh chuối là cũng rất là tiện. Vẫn phải sử dụng cuốc mới xẻng nhưng mà nó đánh một phần nó cũng rất là hiệu quả. Nó khỏe. Em sẽ đầy ta xô. Đầy ta. Sí. Tira que client sa cria sobre planta la grande cota panh pequenini mohe. Cái kia nó to quá, các bạn chuyển ra kia cũng rất khó, mình chặt đi để là lấy những cái cây con của nó thôi, mang cái con của nó mang ra trồng được tuyệt vời. Mùa này cũng là mùa khô, trồng không biết là chuối nó có bị chết không. Cô tắc cu tủ để phôi bông vitamin. Bạn ta sẽ xuống mua tủ bông.
bê chuối, trồng chuối. Xin. Trồng chuối. Hôm qua các bạn ấy gieo, gieo ngô hôm nay cũng đã lên rồi. Mười hốc chuối được trồng ngày hôm nay. Ngươi tồn đề xa la? Đề xa y sao? Nó, bữa đó có cái fundo mê tê xa grande. Em mi prima, cái bữa đó có fundo mê tê xa grande. Ok. Những cái hố là to là các bạn sẽ trồng cây đấy xuống, hố là to và sâu. Tại vì cái gốc nó rất là to. Phép xa. Gốc chuối, gốc này to nhất các bạn đặt vừa khít cái hố của nó. Thôi xin anh Lanh xin mấy. Chỉ một năm nữa là chỗ này là chuối là rất là nhiều đấy. Trồng. Xin. Nó phải mau để xa, xin để bôi phép xa. Tên kia, để xa số, bisu ấy thì có mẹ sang quê, sang quê. Nó mata? Mata. Nó mata phải số? No. Con ruồi ấy sao mọi người, con ruồi trâu, nó đốt nó hút máu, rồi ta bông, phép xa bông, số sinh. Số sinh. Sinh. Depois rega água água. Sinh. Như thế này là sau này các bạn ấy tưới cũng rất là dễ, là nó có hố như vậy này. Sau này những cái cỏ kiếp vứt vào gốc là tuyệt vời luôn. Ok, vai planta con tiêu lên xin mời kia. À, ở gần sân giếng thì mình cũng đã xin được hai cái chuối, loại chuối to. Loại chuối rất là to, to bằng cổ tay đấy mọi người. Mình trồng được hai cây đấy. Sau này hai cây đấy sẽ làm giống. 1 2 3 4 5. 5 hối. Sao là? 5 hối. Aga. Hố. Hối. Hố. Ô sô. Hầu hô. Làm hố. Ok. Phải không? Ok. Nâu mù tù phun đù. Tá bông, pranta. Tá pa. Chỗ này là aki canh pranta canh cà va pura củ kia eu mình eu bánh pequeno để pua caiu. Núm khoai chỗ này hôm vừa rồi bạn mưu tồn bạn ấy trồng mà hôm nay lên rồi, lên rất là đẹp. Chỗ này là được 3 trận mưa rồi mọi người, là đã lên được từng đây rồi. Rabbit đu Milton.
Các bạn ấy vừa mới trồng chuối xong, bây giờ tranh thủ ra đây tưới rau. Chỉ có 2 ngày không có mưa là toàn bộ đất đã khô rồi. Rau Senora so. Mấy cà rốt hôm vừa rồi các bạn ấy trồng nó cũng không được ẩm. Bây giờ các bạn chịu khó tưới để cho nó lên nữa. Uầy, cuidado. Cà rốt bây giờ thì cũng có cây nó mọc rồi, thi thoảng mình nhìn thấy có cây mọc thôi. Ngày nào các bạn cũng phải đi qua để ngó cái ngô. Bây giờ nó bé như này, các bạn chỉ rõ một ít thuốc sâu thôi. Thuốc sâu thì các bạn ấy pha vừa đủ, không được đặc quá. Là các bạn sẽ rõ vào cái lõn của nó là sâu nó sẽ chết. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng phải đi qua vườn ngô. Mùa này rất là nhiều sâu, chỉ 2-3 hôm đã có rồi. Còn bây giờ các bạn ấy sẽ về kia để mình sẽ dán phồng tôm cho mọi người ăn. Aki mai. Aki đôi pau. Mấy bên này nữa mọi người, bên này đây một con sâu rồi, còn nguyên kìa. Mình kia đây. Mấy Aki. Mấy. Yêu bị quay mình đi. Ở chỗ này cây ngô của bạn nên rất là to rồi, sắp sửa lại có bắp đến nơi rồi. Mình đang ở trong xóm với mọi người chuẩn bị là món phồng tôm rán. Mình phải đang đại bếp, đây là bếp của nhà bác Sô Bà. Đây là bột esimin. Đây là bột ngô. Bột ngô thì phải nấu như thế này mọi người. Xong rồi là đến lúc cho một ít bột sắn vào sau. Tại vì nó ngô rất là khó chín. Tôi vay. Sí. Ngô. Sí. Gà bay như chim mọi người. Dạ, tá bom. Vê giá kèm tí. Để sao u mâu cái mây luôn. Entra vira. Vai lá para a colher grande.
Meu mas essa mamba come bem seco. Mỡ nó chưa lắm mọi người nên là khi mà thả nó vào nó vẫn còn nguyên. Bàn phong tố. Mày tới sao? Eu tava na escola, eu tava na escola. Eu tava na escola, ainda estudava na escola. Vocês me deixaram, capo. Não me deixaram, eu não quero neguei. Tá bom, tá bom. Eu vou. Assim é bom. Eu vou. Não tem mais. Cái này các bạn ấy chưa biết làm nên là mình phải nhảy vào mình làm. Các bạn chưa làm quen này. Dá outro tipo. Outro tipo de quê? Prato. Não é se tirar banho devagar. Outro lugar não tem. Não tem, você sabe. Não tem como fazer. Dá o tipo grande esse. Não tem. Não tem. Não tem. Cái này nó bé quá, khó gắp ra. Nhanh lắm, phong tôm này cho vào là nhanh lắm. Mà lại cái gì mà có đi được vai chưa đi. Tí ra, ăn luôn tôi xuống tí ra. Người dân đầu tiên được nhìn thấy cũng rất là lạ mọi người. Phong tốt. Phong tôm. Phong tôm ngon. Tira ya di kema mu anu tabung depoi pang are. Mangon. Sing khong ngon. Kita pas sebo pikiro pas mu mu pas bo lesa ni. Nene ko me es si bola bola esa. La sa. Chào các bạn tất cả mọi người. Đây là đầu tiên mình thăm suối ở chúng mình mới được ăn cái phong tôm này. Mọi người rất là tò mò không biết nó là cái gì. Thả vào mỡ nó lại phồng nhanh thế. Bảo bạn nuôi tôm bạn đi làm cũng làm. Làm cái gì làm cái Essa aqui nos trouxeram um caderno. Não aguardo. Pronto, um sanagon. Ngon lắm, tốn mỡ lắm. Mỡ này tốn mỡ lắm mọi người. Mình hôm nay vào là phải luôn một chai mỡ đấy mọi người. Chỉ mới đủ. Tira rápido. Tem um mango ali. Não. Já acabou da mãe. Mais? Sim. Tá lindo, tá lindo. Dá para comer. Mula essa. Come atento. Tá bem cuido, hein? Tá. Tá bom. Batata de batata. É batata salgada. Bem cuido mesmo. Dois, quer comer? Não.
Mamma đừng có 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 đừng Última, vaya, ¿sá? Nhìn đầy chảo lắm. Quá. Nó đều ở đó kìa. À, kèn tì. Sao nó bói đều không nhỉ? Mà tôi là người ta muốn tụi đường. Dạ vâng. Ta thiếu tì ra ô lì vọt ra để ung mà la đùa. Xương cây cây ma. Xương. Thế thường. Đang đẹp vô. Vô thì để áo hoa kèn tì. Bây giờ là món phong tôm của các bạn sông suối chúng ta xong. Bây giờ các bạn sẽ ăn thử. Bây giờ là một tạp sạp sổ. Mấy mong mấy anh cùng số vai lá. Mấy mong mấy anh cùng phun tôn. Ok. À, bây giờ thay mặt tất cả mọi người trong suối mời tất cả mọi người ăn cùng với các bạn ấy. Món phun tôn là ngon hơn là tặng các bạn ấy từ hôm qua hôm nay mình có thời gian làm. Dạ, pro ba. Muito cuia. Muito cuia. Muito cuia. Muito cuia de cuia. Tô batendo pro comer. Tá pronto. O que é mais aqui? Rabi tubo, tá? Esse comer junto, esse bom. Sim. Esse comer junto, bom. Sim. Então tem mais uma tigela. Esse comer junto, muito bom. Olha esse aqui. 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 Esse não patata, esse igual de arroz. Mete daí, não é do que? Sim. Và arroz é assim fazer de tipo pô. Nossa, essa é massa do bolo. Ele fala que tá na cara. Tipo melhor para comer tapa, né? Tá muito bom. Bom. Tô boa. Cái món này cũng rất là dễ ăn, nó rất là dễ ăn mọi người. Ăn hợp ngay nó đậm. Tại vì người dân đây là thiên mặn, cái này cũng hơi mặn. Cô đây comment. Não, e e dá também família mano Marcelino. Sim. 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 Cũng dễ ăn, cái này nó đậm đậm, dễ ăn cái này mà ăn nước cơm cũng ăn được. Nó làm ăn pho cây nhỉ? Tá bông nên nè, có me bông, mùi tu quê à? Có đàn nè bông, cái nào mùi tu mùi quê à? Nó sẽ băng kìa, băng kìa. Nà, tá bê ngồi sơn. Nà, không có sơn, nè tá hôn. Nè, lúa hôn lùm. Nè, hôn kìa sơn lại pho. Mày phí làm bông. Falai meu tom, falai, calma, fazer quanto dia? Um dia só. Um dia? Sim, conta pau, conta cheia, fazer bom. Conta pau, conta cheia, fazer bom, então ele falou um dia só, fazer tudo. Sim. Vai te vender quanto? Vender de 8 mil. 8 mil? Aham. Muito. Pouco, vende mais. Đúng cả rồi. Ngày hôm nay là bạn ấy bán được 8.000 mọi người. Còn cái giường kia là bạn ấy đã làm trong một ngày là xong, là có giường. Giường cao như vậy thì về mùa này cũng đang rất là nhiều rắn. Nó đang vào mùa lắng, mùa hè đấy mọi người. Mùa này có rất là nhiều rắn, rất là nguy hiểm. Bạn Như Tuần cũng có một biết một chút kinh doanh ấy. Bạn ấy mua rượu, mua thuốc. Không biết là bạn Nelson ở bên xóm nhà Antonio có sang đi mua rượu của bạn hay không?
mình sẽ bảo các bạn ấy cấm không bán cho bạn neo sơn nữa. Còn giường của bạn ấy ngày hôm nay là làm một ngày, bạn nói làm một ngày là xong. Giường rất là đẹp và cao. Về mùa này rất là nhiều rắn nên là các bạn rất là cẩn thận. Không là rắn nó vào nhà, không may các bạn ngủ rất là dễ bị rắn nó cắn. Còn hôm nay video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye mọi người ạ. Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người.